Quỳnh Trần Ruby làm náo loạn cõi mạng hậu phẫu thuật thẩm mỹ, bà Nhân đáp trả sâu cay khi bị chê vì bạn bỏ mẹ. Những ngày gần đây, thông tin Quỳnh Trần Ruby phẫu thuật thẩm mỹ đã nhận về quan tâm cực lớn của dân mạng. Trước khi bước vào hành trình trùng tu nhan sắc, Quỳnh Trần đã hỏi ý kiến bạn thân là bà Nhân Vlog, người phụ nữ này khuyên bạn chưa ưng chỗ nào trên cơ thể có thể sửa để bản thân tự tin hơn. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bà Nhân Vlog lập tức vào thăm bạn. Tại đây, Quỳnh Trần tiết lộ vừa tu sửa vòng 1, cằm và mắt, thấy Quỳnh Trần mệt mỏi, Đức Nhân tận tình chăm sóc, bón từng thìa cháo, miếng hoa quả, chứng kiến tình cảm của họ, ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Sau đó, bà Nhân còn đón mẹ bé Sa về nhà để tiện cho việc trông nom. Cô hết mua yến lại nấu các món ăn, bổ dưỡng sức khỏe để Quỳnh Trần Ruby mau chóng hồi phục. Chứng kiến cảnh bà Nhân chăm sóc tận tình cho người chị em thân thiết, nhiều người không khỏi cảm động. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến trái chiều chỉ trích cô chỉ lo cho bạn bè mà quên mất người mẹ già yếu của mình. Dù không chính thức lên tiếng, nhưng mới đây trên trang cá nhân, bà Nhân vừa đăng tải một đoạn clip vô cùng có hiếu với người mẹ của mình. Cụ thể, cô đã tự tay mình cắt tỉa móng tay, móng chân cho mẹ. Đến kèm đó, cô nhắn nhủ đầy tình cảm: chỉ cần có mẹ, sóng gió ngồi kia để con ôm hết. Đặc biệt, trong đoạn clip, màn trò chuyện của hai mẹ con cũng khiến nhiều người rơi nước mắt. Khi con gái hỏi, nếu con là con của người ta, thì giờ mẹ sẽ như thế nào? Mẹ bà Nhân nhanh chóng đáp, nếu vậy thì giờ mẹ khổ lắm, cơm không có ăn, áo không đủ mặc, lang thang khắp nơi. Mẹ của cô cũng nhấn mạnh rằng, giờ có con bên cạnh thì mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con. Đoạn hội thoại đượm tình mẫu tử này ngay khi xuất hiện đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Về phần Quỳnh Trần Ruby, mới đây trên kênh TikTok của mình, Quỳnh Trần Ruby vừa đăng tải đoạn clip mới thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Trong clip, nữ YouTuber diện chiếc váy hồng kiểu dáng bồng bềnh vô cùng điệu đà, nữ tính, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc dài uốn xoăn càng giúp cho nhan sắc của Quỳnh Trần Ruby thăng hạng rõ rệt. Chia sẻ về video, mẹ của bé Sa viết, em của ngày hôm nay, có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Trần Ruby đang rất hài lòng với diện mạo của bản thân. Tuy nhiên, nữ YouTuber vẫn khéo léo dùng sticker che chắn vòng 1 vì chiếc váy kiểu dáng cúp ngực. Bên dưới video, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc ngày càng trẻ trung xinh đẹp của Quỳnh Trần Ruby. Nhiều ý kiến cho rằng nữ YouTuber vốn đã có nét sẵn nên chỉ cần dấu kéo một số chi tiết nhỏ trên mặt và make up nhẹ nhàng thì sẽ vô cùng xinh đẹp. Thậm chí không ít người còn hỏi xin địa chỉ Quỳnh Trần Ruby đã thực hiện phẫu thuật vì quá ưng ý. Trước đó, Quỳnh Trần Ruby gây xôn xao khi chia sẻ về quyết định đập đi xây lại. Nữ YouTuber tiết lộ việc dấu kéo vòng 1, đồng thời chỉnh sửa thêm một số bộ phận trên gương mặt để trông hài hòa hơn. Mặc dù lo lắng và tiếc nuối cho nhan sắc tự nhiên trước đó của Quỳnh Trần, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn luôn theo dõi, hy vọng quá trình phẫu thuật thành công để chị có thể nhận được thành quả như mong muốn. Đồng hành cùng Quỳnh Trần trong quá trình này là người em thân thiết Đức Nhân, bà Nhân Vlog, không chỉ ở bên cạnh Quỳnh Trần lúc phẫu thuật ở bệnh viện, bà Nhân Vlog còn túc trực bên cạnh, chăm sóc từ A đến Z sau khi xuất viện về nhà. Cũng nhờ có sự chăm sóc tận tình từ người em thân thiết và Quỳnh Trần đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe, nhan sắc cũng dần cải thiện rõ rệt. Đối với người phụ nữ, ai cũng mong muốn bản thân mình ngày càng đẹp hơn. Việc Quỳnh Trần Ruby tìm đến dao kéo để nhan sắc ngày càng trẻ trung hơn cũng là điều dễ hiểu. May mắn là sau quá trình nỗ lực, chị đã nhận được thành quả xứng đáng, nhận được nhiều lời khen và ủng hộ từ mọi người.